Chào mừng các bạn đã quay trở lại với MA Channel. Mình là Hùng Review và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một số hỏi đáp công nghệ trên kênh MA Channel của mình nhé. Và trước khi đến với số hỏi đáp lần này thì mình sẽ đem đến cho anh em một số deal khá là ngon. Ví dụ như sắp tới đây, ngày 15 tháng 1, bên phía Cellphone S sẽ flash sale con Galaxy A52s và flash sale trong khung giờ từ 9 đến 11 giờ. Ngày 15 tháng 11 giảm còn là 9.290.000 thôi. Nên là nếu bạn nào mà thích những dòng điện thoại của nhà Samsung và đặc biệt là Galaxy A52s vì có tính năng kháng nước này, có loa kép này, có chống rung quang học thì có thể tham khảo em này nhé. Ngoài con này ra thì còn có những sản phẩm như là Galaxy M52 5G sắp tới cũng được flash sale có mức giá gần ngang bằng với A52s luôn. Nên là nếu bạn nào cần thì tham khảo đường link phần mô tả video. Còn bây giờ thì đến với nội dung chính của video này. Bạn Raito có hỏi mình là anh ơi, cho em hỏi là tầm 6 đến 8 triệu thì mua điện thoại hiệu năng tốt, chơi được marketing PUBG, Liên Quân, chạy chip Snapdragon. Em định mua chiếc OnePlus 8, liệu có lỗi gì không anh? Mong anh giải đáp trên kênh YouTube ạ. Em cảm ơn anh và chúc anh và vợ có nhiều sức khỏe trong năm mới. Ok, cảm ơn câu hỏi của bạn Raito. Nếu bạn nào chưa biết thì mình đã lấy vợ rồi các bạn ạ. Thực sự khổ lắm luôn ấy. Với câu hỏi của bạn Raito thì mình thấy rằng là 6 đến 8 triệu và với nhu cầu của bạn là PUBG này, Liên Quân các kiểu marketing ấy, thì con Snapdragon 865 trên con OnePlus 8 là nó quá đủ để có thể là chiến game rồi. Tại vì mình đã test những tựa game PUBG này, mình đã có test Liên Quân trên con OnePlus 8 và thậm chí nhá, các bạn thấy không, trên tay mình này đang cầm con OnePlus 8 để làm máy phụ và mình thấy rằng là con OnePlus 8 này chẳng có gì để chê cả, tất cả mọi thứ của nó đều ngon và phục vụ nhu cầu của bạn rất tốt. Nhưng mà nếu mà bạn cần thêm những cái lựa chọn khác thì trong tầm 6 đến 8 triệu mình có thể kể một vài cái sản phẩm mà các bạn có thể cân nhắc. Ví dụ như trong tầm đó bạn sẽ mua được con LG V60 ThinQ. Con đó thì sẽ có màn hình đẹp hơn một xíu nhưng mà không có tần số quét màn hình cao. Bù lại thì camera của nó ngon hơn và pin của nó trâu hơn rất nhiều so với lại OnePlus. Hoặc là trong tầm đó nếu bạn thích đập hộp, mua hàng mới thì có thể cân nhắc con Poco F3. Con đấy bán giá dưới 7 củ là vô đối luôn, thực sự là vô đối luôn. Mấy con như kiểu là con Redmi K40 các kiểu hàng, hoặc là những dòng sản phẩm điện thoại Realme hàng sách tay ấy, không có tuổi để chơi với Poco F3 hàng chính hãng vì mức giá nó quá rẻ lại còn có bảo hành nữa. Nên là nếu bạn mà muốn tham khảo ấy, máy mới thì có thể cân nhắc con Poco F3. Còn nếu mà tham khảo hàng qua sử dụng thì có thể cân nhắc con OnePlus 8 mà mình thấy rằng là con này có thiết kế đẹp đó, trải nghiệm sử dụng rất là mượt luôn. Hoặc là muốn thêm một cái lựa chọn pin trâu màn to thì có thể là lựa chọn con LG V60 ThinQ như mình đã tư vấn nhé. Võ Văn Phú có hỏi mình là em thấy một số shop bán LG V60 bản lốc giá 3.5 triệu đến 4 triệu thì có đáng mua không vậy anh? Với ưu nhược điểm của máy lốc LG V60 là gì vậy ạ? Em cảm ơn. Thực sự là mình thấy rằng là có một vài shop bán con LG V60 này bản lốc thật các bạn ạ. Thậm chí là đợt vừa rồi mình còn thấy rằng là trên một số group, kể cả là group của LG fan luôn, có một số ông bán con LG V60 hàng lốc với mức giá 3.3 triệu cơ. Nhưng mà đó là người dùng bán các bạn ạ. Hôm trước mình định comment, định xin địa chỉ để qua chạy qua lấy về làm video cho các bạn, nhưng mà thôi, bán mất rồi. Và thật sự là mình nghĩ rằng là với mức giá như vậy thì con LG V60 này nó hoàn toàn xứng đáng. Và nếu như bạn đang cần một chiếc máy có hiệu năng thật sự là mạnh với Snapdragon 865, rồi bạn đang cần một chiếc máy có thời lượng pin thật là trâu 5000 mAh, camera với khả năng chụp ảnh ngon, loa nghe hay và cũng như là trải nghiệm giải trí chơi game cực kỳ tốt thì con LG V60 ThinQ này nó hoàn toàn hợp lý. Còn về những cái điểm yếu của nó thì mình rất cảm ơn bạn IdenVN đã có thể là comment ở ngay dưới cái phần bình luận đó để chỉ ra những cái nhược điểm của con máy này. Ví dụ như là con máy LG V60 ThinQ này, như bạn nói ấy, là cái nhược điểm đầu tiên mà chắc chắn chúng ta đều biết đó là con này không dùng được SIM. Tức là chúng ta mua về thì nó chỉ là một chiếc điện thoại, nó giống như kiểu một con iPad vậy, nó không có gắn được kết nối SIM, chỉ kết nối được với Wi-Fi các kiểu để chơi game, giải trí, học tập các kiểu thôi. Đó. Và cái điểm thứ hai bạn này có chỉ ra nữa là nó không có tiếng Việt. Tức nghĩa là đây có thể là bản lốc T-Mobile, bản lốc Verizon hoặc là một bản lốc Nhật, lốc Hàn, lốc gì đó mà không có tiếng Việt. Đó, và bạn này nói luôn là cài ROM khác thì sẽ bị mất cảm biến vân tay ở dưới màn hình. Thì mình thấy rằng là cũng là một trong những cái nhược điểm mà rất là cân nhắc đấy các bạn ạ. Tại vì có thể một số bạn sẽ cần đến cái cảm biến vân tay, nhưng mà mình nghĩ rằng nếu như cài ROM khác mà có tiếng Việt mất vân tay thì cũng được. Tại vì nếu mà chúng ta đã dùng một chiếc máy phụ ấy thì mình thấy rằng là cái việc có vân tay thì nó cũng chẳng có giải quyết được vấn đề gì. Tại vì mình dùng con Mi Pad 5 này,
chẳng có vân tay thì mình vẫn dùng nó hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nói chung á là trong tầm đó con LG V60 ThinQ là quá ngon rồi. Cần cấu hình, cần pin trâu, cần màn bự thì con LG V60 ThinQ tầm giá đó vô đối. Nhưng mà cái quan trọng á là bây giờ mà kiếm được shop nào bán con LG V60 giá này thì quá khó luôn. Và bây giờ mình cũng đang tìm kiếm mà mình chưa tìm thấy được shop nào bán. Nếu mà bạn biết được shop nào bán thì có thể là inbox giúp mình cái địa chỉ shop để mình qua mua. Giá 4 triệu cũng được, thậm chí là 4 triệu rưỡi thì mình vẫn mua luôn. Và nếu được thì có thể là comment ở ngay dưới bình luận của video này để cho mọi người cùng biết luôn nhé. Và câu hỏi tiếp theo thì tôi bạn có tên là Nhật Thái Official. Chào anh Hùng, hai em với Sinti đẹp trai. Em có khoảng tầm là 4 triệu, có thể là cố đến 4 triệu rưỡi. Anh tư vấn cho em một vài lựa chọn dùng lâu dài với. Cần YouTube, Facebook, lâu lâu thì có thể chơi Liên Quân với lại chụp ảnh. Cũng cần pin trâu sạc nhanh, thai si càng tốt. Mong anh tư vấn. Thực sự là những yêu cầu của bạn thì nó cũng khá là nhiều trong cái tầm giá loanh quanh tầm là 4 triệu đến là 4,5 triệu đồng. Nhưng mà nếu mà bạn xác định là mua một chiếc điện thoại với những cái nhu cầu như vậy thì mình sẽ có hai con cho bạn. Bạn biết rằng là con Poco X3 Pro trong những đợt sale trước ở trên Shopee bán ở mức giá, hoặc là Lazada bán ở mức giá là 4.690.000 đúng không? Mình thấy con đó vô đối rồi. Có hiệu năng tốt, có màn hình tần số quét cao, rồi có pin trâu, có loa kép, lướt TikTok, phụ YouTube các kiểu đều ngon. Nhưng mà chúng ta cần phải cân nhắc ở yếu tố là chụp ảnh đẹp, tại vì con đấy chụp ảnh không đẹp đó. Hoặc là trong tầm đó thì bạn có thể là mua một chiếc máy mới khác, đó là con Realme Q3. Con đấy thì có màn hình 120Hz, hiệu năng thì với Snapdragon 750G, có pin 5000, có sạc nhanh, gần như là có cũng tất cả đầy đủ mọi thứ và có luôn cả 5G luôn. Thì mình thấy đó là một cái lựa chọn mà cũng cực kỳ hợp lý trong tầm giá tầm 4,5 triệu đồng. Nhưng mà đối với cá nhân mình, giữa hai cái lựa chọn này thì mình thiên vào con Poco X3 Pro hơn, vì màn hình tần số quét cao này, hiệu năng của nó 860 thì mạnh hơn so với 750G rất là nhiều và cực kỳ xứng đáng đồng tiền bát gạo. Nó lại là máy mới bảo hành 18 tháng nữa thì không biết là chê ở cái điểm nào. Kênh hay có hỏi mình là anh cho em hỏi là con nghe nói con LG V50 này ánh sáng xanh mạnh mà dùng đau đầu có phải không ạ? Hoàn toàn là không phải nha các bạn. LG thì trước giờ không bao giờ nổi tiếng về cái việc là ánh sáng xanh mạnh và dùng đau đầu cả. Và mình thấy những con điện thoại LG ngược lại ấy, là nó còn hơi bị ám vàng đấy các bạn ạ. Mình cũng không biết là các bạn cảm nhận như thế nào về màn hình của nhà LG. Còn gần như là những chiếc điện thoại LG mà mình từng trải nghiệm, nó đều dùng cái màn hình đó chính là PoLED hoặc là OLED. Và những cái màn hình đó thì có một cái nhược điểm của nhà LG là nó hơi bị ngả vàng một tí xíu. Đó, nếu các bạn dùng những màn hình của LG mà có nhận xét như thế nào thì có thể là comment nhé. Và thường ấy, là những cái màn hình mà nó bị xanh quá thì nó mới có nhiều ánh sáng xanh thôi, còn mà nó hơi ngả vàng thì nó rất là ít ánh sáng xanh luôn. Và mình nghĩ rằng là con LG V50 ThinQ này thì nó cũng chẳng khác gì những con điện thoại khác đang có ngoài thị trường đâu, bạn không cần phải quan tâm nhé. Có chăng là bạn dùng điện thoại một ngày tầm 18 đến 20 tiếng thì kiểu gì cũng đau đầu. Ok. Quốc Trung Đặng thì có hỏi mình là anh ơi cho em hỏi có điện thoại nào tầm là 2-3 triệu đến 2 triệu 9 chơi Liên Quân Marketing, pin 5000 mAh, máy mới full box, khó chưa? Thực sự là quá khó luôn các bạn ạ. 2 triệu 9 đến 3 triệu chơi game Liên Quân Marketing, pin 5000 mAh mà lại là máy mới. Nhưng mà vẫn có bạn ạ, thực sự là vẫn có luôn. Nhưng mà thực sự là mình không khuyên các bạn là nên mua những sản phẩm này trong tầm giá. Vì nếu mà 3 triệu hoặc 2 triệu 9 bạn có thể mua được những con máy có con chip là Helio G35. Và với con chip Helio G35 đó, đây là một con chip rất yếu nhưng nó bật được 60fps luôn. Nhưng mà cái trải nghiệm chơi game của nó thì cực kỳ kém. Và mình đã có test chưa nhỉ? Hình như là mình đã có test ở một vài video trước. Và mình thấy rằng là nó chơi game chỉ được tầm 20-30fps thôi. Và thực sự không hề ngon một tí xíu nào. Cho dù là bật được max setting nhưng mà trải nghiệm sử dụng rất là kém. Nhưng mà bù lại thì mấy con mà chạy Helio G35 pin của nó rất trâu, 5000mAh, 6000mAh cũng có luôn. Nên là nếu bạn cần cái yếu tố pin trâu ấy thì ok, còn cần cái yếu tố là chơi game max setting các kiểu thì thôi, bỏ qua đi, không có đâu bạn ơi. Thái Bạch Dương có hỏi mình, anh ơi anh tư vấn cho em con điện thoại nào dưới 5 triệu có tấm nền AMOLED 90Hz, pin ổn, cam ổn, loa kép, em mua để chơi Liên Quân max setting. 5 triệu, dưới 5 triệu mà có AMOLED 90Hz, pin ổn, cam ổn, loa kép, trời ơi, quả này thì quá khó luôn đấy các bạn ạ. Tại vì dưới 5 triệu ấy, đại đa số như là những chiếc flagship đã qua sử dụng mà có vòng đời rất lâu rồi. Ví dụ như là tầm đó thì có S9 Plus này, hoặc là Note 9, hoặc tầm đó thì có con K20 cũng không có 90Hz, cũng không có loa kép. Tầm đó con Mi 9 cũng không có loa kép thì phải, hoặc là loa kép của nó yếu lắm, mình không nghe được. Hoặc là tầm đó thì có con Sony Xperia 1 thì bạn có thể mua được trong tầm 5 triệu, nhưng mà không có 90Hz và pin con đấy rất là kém. Khó thực sự luôn, nếu mà tầm 5 triệu bạn cố thêm một xíu ấy thì có thể cân nhắc con OnePlus 7T thì bạn có thể săn sale hoặc là kiếm ở đâu đó ở trên chợ tốt, có thể là sẽ bán với mức giá tầm 5 triệu mốt. Thì con đấy là nó vừa khít với cái nhu cầu của bạn luôn. AMOLED 90Hz có,
pin ổn có, camera ổn có, loa kép có, mua chơi game Liên Quân Max Setting ổn luôn. Và Snapdragon 855 Plus của nó thì rất là ổn trong cái tầm giá, chỉ loanh quanh tầm là 5 triệu hoặc trên 5 triệu. Còn dưới 5 triệu thì khó lắm, không thể kiếm được đâu bạn ạ. Với câu hỏi tiếp theo đến từ bạn có tên là Na Na Ha. Anh ơi, bây giờ có thể mua được Black Shark 4 không ạ? Và nếu thì mua được thì mua ở đâu? Black Shark 1 nha các bạn. Black Shark 1 ấy thì gần như đã bị khai từ rất là lâu rồi. Từ năm 2018-19 thì mình cũng đã ít nghe đến cái tên là Black Shark 1 rồi. Và thật sự nhá, bây giờ mà mua Black Shark 1 ấy thì cơ may bạn lên những cái group của nhà Xiaomi, những cái group cộng đồng Xiaomi hoặc là lên chợ tốt thì may ra mới tìm được. Nhưng mà với những con Black Shark 1 từ thời đó cho đến bây giờ, ngoại hình của nó cực kỳ xấu và cũng như là mức giá của nó cũng chẳng rẻ. Nếu mà Black Shark 1 mức giá khoảng tầm là hơn 3 triệu, 3 triệu rưỡi thì mình mua những con điện thoại Android khác nó ngon hơn. Đó, thực sự là bây giờ chúng ta rất khó để có thể mua được. Và mình không khuyên các bạn là nên mua Black Shark 1 trong tầm giá từ 3 đến 4 triệu nữa. Hoàng Huy gọi mình là anh ơi, 3 đến 4 triệu thì nên chọn con điện thoại nào hả anh? Em cần điện thoại Pintel có chip Snap 835, không cần camera đẹp. Với câu hỏi của bạn Hoàng Huy ấy, 3 đến 4 triệu mà Snapdragon 835 ấy thì có đầy, thậm chí là 845 cũng đầy luôn, Snapdragon 855 cũng có luôn. Đó, nhưng mà cái yếu tố là Pintel thì đào đâu ra? Những con đấy thì chỉ có pin 2800, 3000, 3300 mAh hoặc 3500 mAh là căng lắm rồi đấy. Pin trâu thì rơi khoảng tầm là 4.300 đến 4.500, 5.000 mAh thì mang ra gọi là trâu. Chứ mấy con pin 4.000 mAh mà cánh con chip Snapdragon 845, 855 thì hiệu năng của nó quá là cá đuối luôn rồi các bạn. Mình khuyên các bạn là không nên mua những con, nếu mà cần pin trâu thì không nên mua những con pin 4.000 mAh mà chạy con chip 855, 845. Nếu mà bạn đánh đổi được cái việc là chúng ta dùng chip ấy thì chúng ta không có pin trâu, tầm 3-4 triệu thì có thể cân nhắc con LG G8, LG V50 ThinQ đó. Hoặc là nếu mà bạn đánh đổi cái yếu tố là pin trâu thì không có chip mạnh thì tầm đó bạn có thể mua được những con như kiểu là Tecno Spark 6T, rồi Tecno Pova 2, tầm đó có thể mua được những con ví dụ như là Bifona 40 thì cũng pin 5000 mAh cũng trâu phết đó bạn, không phải đùa đâu. Đó, camera cũng được. Nói chung là chúng ta tầm giá này thì bắt buộc phải đánh đổi rồi, không thể nào mà đòi quá nhiều thứ trong một tầm giá rẻ được. Minh Hoàng có hỏi mình là anh ơi, anh so sánh giúp em con GT Neo 2 và con OnePlus 8. Em phân vân hai con vì chip và camera, em ít chơi game, chủ yếu là quay chụp thì nên mua con nào hợp lý ạ? Chúc anh sức khỏe, ra nhiều clip bổ ích. Nếu như bạn quay và chụp thì đừng có mua hai con đấy. Mà bạn quay và chụp thì mình recommend bạn là nên mua con iPhone XR thì nó sẽ ngon hơn. iPhone quay phim lúc nào cũng bá đạo hơn. Đồng ý luôn là con OnePlus này tất cả mọi thứ của nó đều ngon. Nhưng mà cái yếu tố bạn đề cập đến đó chính là không quan tâm đến những thứ khác, chỉ cần quan tâm đến hiệu năng nó ổn ổn tí, và cũng như là cái tính năng bạn hay dùng nhất đó chính là quay phim và chụp hình, thì con OnePlus 8 hoặc là con GT Neo 2T thì nó không ngon bằng iPhone đâu các bạn ạ. Mình thực sự nói thật các bạn luôn là mình test rất nhiều iPhone XR rồi và mình đánh giá là chất lượng quay phim của iPhone XR thì chê làm sao được, quay được 4K 60fps này, rồi thu âm của nó ngon này, chất lượng hình ảnh tốt này, quay rồi edit các kiểu dễ dàng. Và mình thấy rằng là nếu mà quay phim thì mình vẫn recommend iPhone hơn, có thể là cân nhắc với sản phẩm iPhone XR nhé. Còn nếu như bạn cần lựa chọn một trong hai, đó là con Realme GT Neo 2T và OnePlus 8 thì thực sự nhé, Đây mình đã có con Realme GT Neo 2T. Và nếu như các bạn cầm và trải nghiệm thực tế của cả hai con máy này, thực sự là các bạn nên cầm và trải nghiệm thực tế hai con máy này, thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ lựa chọn OnePlus 8 ngay lập tức. Tại vì sao? Tại vì hai con này nó là hai cái sự khác biệt hoàn toàn. Một con ấy, thiết kế rất là cao cấp, có màn hình khả năng hiển thị phải nói là siêu đẹp, và hoàn thiện của nó thì chất liệu là kính, đó, rất là ngon luôn và build của nó cực kỳ tốt. Còn một con ấy cũng là kính nhưng mà thực sự là không có xịn sò bằng. Rồi cái màn hình của nó cũng không phải là một màn hình cong giống như là OnePlus 8, nên khi cái cảm giác của mình khi cầm nắm con này, trải nghiệm con này với con OnePlus 8 thì mình chắc chắn là mình sẽ chốt con OnePlus 8. Và đó là lý do mà mình lựa chọn OnePlus 8 làm máy phụ chứ không phải là bất cứ một cái sản phẩm nào khác. Mình cũng đã dùng qua Note 10 rồi và mình thấy rằng Note 10 cũng ngon, nhưng mà nếu so với OnePlus 8 thì mình lại thích OnePlus 8 hơn. Đó, còn nếu mà các bạn vẫn muốn một chiếc máy mới để ăn chắc mặc bền thì con Realme GT Neo 2T này cũng là một cái lựa chọn ổn. Tại vì căn bản là hiệu năng của nó cũng đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta này. Rồi là một chiếc máy mới nên là các bạn cũng không cần phải lo lắng đến các kiểu linh kiện bên trong này nọ. Đó.
Và con Dimensity 1200 trên con Realme GTNM 2T này thì nó vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của chúng ta. Còn nếu so sánh con Dimensity 1200 với lại con Snapdragon 865 thì mình thấy Snapdragon 865 trên con này nó tối hóa hơn, PUBG chơi được 90fps, còn con này thì không. Và những ứng dụng khác thì mình thấy cái tốc độ phản hồi này, rồi load game, load app các kiểu, OnePlus 8 nó ăn. OnePlus 8 chắc chắn nó sẽ ăn so với con Realme GTNM 2T. Ok, thôi đó là câu hỏi cuối rồi. Và đó là tất cả những câu hỏi có trong số hỏi đáp lần này. Các bạn nghĩ gì về cái số hỏi đáp lần này? Có mang lại nhiều thông tin cho các bạn hay không? Đừng quên comment và để lại cái nhận xét nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye anh em, nhớ là săn sale trên Sephonet nhau.